Đây là món quà FC Tây Ninh tặng em Hồ Văn Cường, mật ong rừng nhé. Đấy, mật ong rừng mà tự bà này, đây là bà tự bắt ra này. Bà ơi, bà có quà gì tặng Cường đây? Có mật ong rừng. À, rồi mật ong rừng thì làm sao mà bà bắt được? Bà đi cạo mũ cu su. À, rồi bà tặng cho Cường uống cho nó bổ, với cha mẹ Cường uống chung nhau luôn. À, vậy à, tới đây Cường sẽ cảm ơn bà là món quà mật ong rừng nha. Đấy, món quà đặc biệt đấy, FC Tây Ninh đây. Rồi, cảm ơn bà ngoại nhiều. Đấy, khán nhí của Hồ Văn Cường đây. Trời ơi, xinh quá. Đấy, hôm nay là đi theo với bà. Ba lô của Thần Tượng luôn. À, ba lô của Thần Tượng đây này. Trời ơi, được ba lô của Thần Tượng này, quá đẹp luôn. Đấy, khán nhí của anh Cường nha. Rất là đông người đang chờ xe đến để đi Cần Thơ đây bà con ơi. Đây, các cô các bác rồi fan trung tuổi, fan nhí, rồi thanh niên, thiếu niên đều có hết nhé. Đây, đây là quà. Cái ba lô này quà của FC. Em có lấy nón không? Thì có mấy cái à? Bông bông mai còn có mấy cái à? Xe chuẩn bị lên xe đi show Hồ Văn Cường ở Cần Thơ. Hai cái thôi, con đưa đại ra. Cái bữa mình hỏi xe cái ở ngoài Cần Thơ về Bình Phước. Về Bình Phước thì em sẽ đi chung với chị về tới. Hello. Quay đúng rồi là anh có đem thẻ đi quay. Anh đúng rồi. Đây, FC các vùng miền. À, đúng rồi, đúng rồi. Chị ơi, chị ở đâu xuống đây? Em ở Đà Lạt đó chị. Ừ, ở Đà Lạt xuống. Xứ miền đất lạnh. À, à, đúng rồi. Thế là chị đi show của em Cường được nhiều chưa? Chị em đi tổng cộng là được 4 năm show rồi. À, sinh nhật có luôn nghe. À, vậy hả? Rất là vui luôn á chị. À, vậy ha. À, thế là đi là được nghe Cường hát này, rồi được nhìn thấy con nè. À, rồi được gặp tất cả FC trong ba miền nè. À, rất là vui. Đó là một niềm vui của mọi người. Niềm vui của mình nó khi đi về là rất là vui vẻ, mà coi như là nó thoải mái vô cùng. À, rồi cảm ơn chị nhiều nhé. Dạ chị, chào chị. Kể nó cho nó vui vẻ. Quà quà rất nhiều. Chị tay đó, chị tay tôi nói đó. Chào đi chị chào nó, chào khán giả đi. Ừ. Chị ơi, chị đến từ đâu? Đến Đà Lạt. Đấy, FC Đà Lạt. Nếu mình đón xe được xe mình.